Xin chào các em. Hôm nay chúng ta bắt đầu tiết học tiếng Anh lớp 6 với chủ đề Making Plans. Trong bài này các em lưu ý những điểm ngữ pháp sau. Thứ nhất, be going to. Thứ hai, suggestions. Trước khi vào bài mới, chúng ta xem một số phong cảnh ở Việt Nam. Chủ đề hôm nay là Vacation Destination. Phần đầu tiên, chúng ta tìm hiểu cách dùng be going to. Trước tiên, chúng ta có một số từ vựng. Từ thứ nhất, vacation. 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 Destination. Destination. Beach. 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 Citadel. 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 Bay, bay, bay. Stay with someone. Stay, stay. Stay for. Visit, visit. Visit. Aunt. 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 Uncle. 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 How long. How long. How long. Tiếp theo chúng ta xem bài đọc giữa ba và Lan. Lưu ý những câu màu xanh lá cây.
Điểm ngữ pháp đầu tiên trong bài là thì tương lai gần, immediate future tense, dùng với be going to. Thì tương lai gần được dùng để diễn tả một hành động sẽ sắp xảy ra trong tương lai gần, hoặc là một kế hoạch đã được sắp xếp trước, một dự định chắc chắn. Dấu hiệu nhận biết: trong câu có một trong các từ sau: tonight, on Saturday, tomorrow, on the weekend, at weekend, next week, this summer. Thì tương lai gần có công thức như sau. Ở thể khẳng định, công thức gồm chủ từ cộng am hoặc is hoặc are cộng go into cộng động từ nguyên mẫu. Ở hình thức phủ định, chủ từ cộng am hoặc is hoặc are cộng not cộng go into cộng động từ nguyên mẫu. Trong câu hỏi có hình thức như sau: is hoặc a cộng chủ từ cộng go into cộng động từ nguyên mẫu. For example, she going to visit her grandmother tomorrow. Tiếp theo chúng ta làm bài tập phần A2 trang 141. Các em đọc và trả lời các câu hỏi trên màn hình. What is La going to do? Câu tiếp theo, where is she going to stay? Câu thứ ba, how long is she going to stay? Câu cuối cùng, what is she going to do? Các em đọc lại phần đối thoại giữa Ba và Lan ở phần A1 trang 140. Và sau đây là câu trả lời.
và tập tiếp theo phần A3 trang 141 sách giáo khoa. Các em hãy hoàn thành những câu trả lời với P Nguyễn Tu. Và sau đây là các đáp án. Bài tập tiếp theo, các em hãy chia hình thức đúng của động từ trong ngoặc, sử dụng be going to cộng động từ nguyên mẫu. Điểm ngữ pháp tiếp theo trong bài này là suggestions, lời đề nghị. Ta xem phần C1 trang 147 sách giáo khoa. Các em hãy nghe đoạn đối thoại sau. Lưu ý những câu cô gạch dưới trong bài. Chúng ta xem lại những câu gạch dưới trong bài. Câu thứ nhất, let's go camping. Let's walk there. Let's go by minibus. Một câu thứ hai, what about going to Huế? What about going by bike?
Mẫu thứ ba, why don't we go to hamburger? Từ những mẫu câu ví dụ trên, chúng ta có các công thức như sau đối với câu đề nghị. Thứ nhất, let's cộng động từ nguyên mẫu. Let's là viết tắt của let us cộng động từ nguyên mẫu. Mẫu câu thứ hai, what about cộng động từ thêm in. Mẫu câu thứ ba là why don't we cộng động từ nguyên mẫu. Cả ba mẫu câu này dùng để đề nghị làm một việc gì đó. Em xem ví dụ. Nhìn tranh, hãy viết lời đề nghị theo ba mẫu câu: what about, let's và why don't we. Ví dụ thứ nhất, what about, what about going to Huế. Let's go to Huế. Why don't we go to Huế? Hi, I'm Baby Shark Bricklet. Subscribe, hit the bell, and like Baby Shark Bricklet. Wash your hands, do 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 do. Wash your hands, do 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 do. Wash your hands, do 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 do. Wash your hands. Grab some soap, do 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 do. Grab some soap, do 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 do. Grab some soap, do 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 do. Grab some soap. Rub your hands, do 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 do. Rub your hands, do 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 do. Rub your hands, do 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 do. Rub your hands. Rinse your hands, do 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 do. Rinse your hands, do 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 do. Rinse your hands, do 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 do. Rinse your hands. Dry your hands, do 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 do. Dry your hands. Dry your hands. What else can we do?
cover your sneeze. Do 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 do, cover your sneeze. Do 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 do, cover your sneeze. Do 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 do, cover your sneeze. Cough into your elbow, do 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 do. Cough into your elbow, do 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 do. Cough into your elbow, do 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 do. Cough into your elbow. Safe at last, do 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 do. Safe at last, do 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 do. Safe at last, do 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 do. Safe at last. Phew. Let's stay healthy, do 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 do. Let's stay healthy, do 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 do. Let's stay healthy, do 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 do. Let's stay healthy. Oh yeah. Search for Baby Shark Brooklyn on YouTube. Bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Chúng ta cùng xem những giai điệu vui nhộn của bài hát Wash Your Hands. Chúc các em học tốt. Mến chào các em.